Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này có lẽ không khí thể thao vui tươi và sôi động đang tràn ngập ở khắp nơi. Và không biết quý vị và các bạn đang quan tâm đến vấn đề này như thế nào. Còn riêng tôi thì ngày hôm nay tôi muốn đến thăm một khu tập thể, nơi mà có rất nhiều bạn bè cũ của tôi đang ở đó. Và đặc biệt tôi có quen với anh bác sĩ. Tôi muốn tìm hiểu xem là cái tinh thần thể thao và cái niềm yêu thích thể thao của những người dân ở đây như thế nào. Quý vị có sẵn lòng cùng tôi đến đấy không ạ? Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Anh Thân ơi! Thì làm sao thế hả? Ôi giời! Đúng là bệnh nghề nghiệp của những người bác sĩ có khác. Không có ai làm sao cả. Ê mà tôi cứ tưởng đứng Lý cạnh... bị đau khớp hay là vợ chồng Đôn Còi Minh Vượng bị làm sao cơ. Cảm ơn chị, tôi vẫn khỏe. Còn hàng xóm của tôi khỏe bất thình lình ngờ thôi. Bất thình lình ngờ? Lần đầu tiên trong đời tôi nghe một câu nghe có vẻ rất là khó hiểu đúng không ạ? Sao anh lại nói như thế tôi không hiểu lắm. Tôi nói vậy cho lịch sự. Còn thú thật với chị, họ yếu lắm, yếu thường xuyên. Tại sao lại yếu thường xuyên? Trong khi đó thì tôi thấy cái khu tập thể của anh này, nào là gì, Beckham này, số 7 này, nào là hình ảnh bóng đá, cổ vũ bóng đá, đặc biệt là châu vàng của SEA Games này. Tất cả những hình ảnh này tôi tưởng là phải thể hiện một tinh thần yêu thể thao. Và như vậy thì những con người ở đây cũng phải khỏe khoắn, chả lẽ... Chị không tin. Tất nhiên là tôi không tin. Chị hãy chờ đấy thử coi. Mời chị và quý vị cùng xem. Cái gì đấy? Ôi trời ơi. Cái gì mà ngoài đấy, đấy hả? Lý à? Là ông Đôn đấy à? Ông làm cái gì ông bầm đấy à? Ông có biết là bây giờ là mấy giờ sáng không mà ông không định để cho ai ngủ à? Hả? Hay cái gì? 10 rưỡi rồi còn gì nữa? 10 rưỡi nhưng mà tôi còn đang ngủ. Ông sống tập thể thì ông phải có ý có tứ nhá. Chứ không phải là ông thích làm gì thì ông làm đâu. Rồi mang tiếng Beckham thể thao. Sao? Sáng ra tập bằng rượu rồi thế à? Hả? Thôi này, bỏ đi. Trông nó buồn lắm. Ra nhắc thử vài cái thế nào. Cái gì? Dạ. Nhấc cái này à? Phải. Nhấc cái này à? Ừ. Ông tập cái này đây à? Ờ chứ sao? Này, ông Đôn này, hả? Tôi hỏi thật nhé, hả? Thế năm nay ông được bao nhiêu phát rồi? À? Ờ, sang năm là tròn 5 xịch. À, ừ. Tức là năm nay là ông tròn 49 phát đúng không? Đúng. Thế mà ông đi, ông nghịch cái món này à? Hả? Làm sao? Sao à? Ông có biết là cái này là nó dành cho đối tượng nào? Đối tượng nào? Tập tạ này là nó dành cho đối tượng là thanh thiếu niên. Tuổi dậy thì lúc bấy giờ cơ thể nó đang gọi là đang đòi hỏi, tức là cơ bắp là nó đang đúng cái thời kỳ phát triển của nó. Ừ. Nó tập cái này nó mới có tác dụng. Ừ. Ông bằng ngần này tuổi rồi mà ông lại còn nghịch cái đồ trẻ con này thì ông chỉ có mà còi đi thôi, ông hiểu chưa? Nghe cái đồ phi thể thao. Ai bảo cậu là tôi còi đi hả? Thì ông to với ai đây? Nhìn đây này, sau thời gian tập đây này, nhìn nhá. Đây. Thấy chưa? Ôi rồi ôi trông này. Cái gì này? Bắp chứ cái gì? À, bà con nhìn này. Úi rồi ôi, đây mà gọi là chân à? À? Chân thế này mà cũng đi được thì cũng lạ nhỉ. Sao? Này, tay nó này. Trời này. Trông liệu có khi cũng được bằng quả táo. Này này, tôi bảo này. Tôi nói thật nhá. Sao? Xăm lốp của ông non như thế này mà. Ờ. Ông vẫn cố tình đi, có ngày ông đi bằng vành đấy, ông nghe rõ chưa? Trời ơi. À, Lý ạ. Cái gì? Cậu chả hiểu cái gì về khoa học kỹ thuật cả nhá. Nếu mà tập ấy chỉ để cho nó to cơ to bắp ra thì ra câu lạc bộ tập là được ngay. Nếu mà như thế nó quá tầm thường nhá. Thế ông tập để làm gì? Tôi tập môn này là môn của riêng nhà tôi, nó gọi là gia truyền. Cái gì? Thể thao gia truyền à? Ừ. Thể thao mà ông có gia truyền ấy. Ừ. Này, nghe thể thao gia truyền nghe nó giống coi à, giống thịt chó gia truyền nhỉ? Thể thao gia truyền. Này, không tin à? Tin cái gì? Thế tôi hỏi ông nhé. À. Cái môn thể thao gia truyền nhà ông ấy, nó tên là gì? Ông tu cái món gia truyền của ông nó tên là gì? Bây giờ tôi nói ra cho cậu thì lộ hết rồi thì còn gì gọi là gia truyền.
Ông yên tâm đi. Tôi luyện là tôi luyện cái này này. Chứ tôi chả thèm luyện cái món của ông đâu mà ông đã phải sợ lộ nhé. Thế được rồi. Hàng xóm láng giềng cấm cũng được tiết lộ cho ai nhé. Yên tâm, tôi nghe đây ông cứ nói bé thôi. Lát nữa tôi ra giữa sân tập thể tôi gào đấy. Nói đùa thế thôi. Có cái gì tâm sự với anh em một tí. Rồi, này. Môn thể thao của tớ nó là môn khô mộc thần công. Khô mộc thần công? Khô mộc thần công là cái gì? Khô... À, khô mộc thần công tức là nó là cái cây khô ấy gì? Nó là thanh củi mục cái gì? Ui giời ơi, thảo nào trông ông cũng giống thanh củi mục lắm. Cậu chả hiểu cái gì cả, đã nhìn thấy bao giờ chưa mà dám nói thế. Thế này. Thấy chưa? Ui giời đấy, bà con thấy không? Trông có khác gì đào thế không vậy? Giời ơi. Được đấy, trông như đào thế được ấy. Đấy, này, ông Đô này. Tôi nhìn cái quả đào thế này của ông thì tự dưng tôi lại nảy ra một ý thơ. Tự dưng tôi lại thích làm thơ với ông thế thế này. Thơ à? À không không, nói chính xác là nó phải như này là tôi muốn phác họa chân dung của ông. Tức là tôi vẽ ông nhưng mà tôi lại vẽ bằng thơ. Vẽ bằng thơ? Tôi vẽ bằng thơ thế nó mới cao chứ. Mình yêu thơ lắm, cậu còn đọc. Từ từ đã, vẽ thì phải có bút chứ. Rồi, rồi, bút đây rồi. Bắt đầu nhá. Ông làm lại cái tư thế đào thế vào rồi này. Đây. Đấy, đây bây giờ nhìn tôi vẽ này. Chân cò cói. Mỏ cò giang. Ít cháo chàng. Đầu lọ mộc. Ông thấy chân dung của ông chưa? Nó là một tổng hợp cò ấy chứ. Nói gì thì nói, bây giờ nói thật nhá. Mình có tuổi rồi. Bây giờ có tập đàng hoàng nghiêm chỉnh thì cơ bắp nó cũng không lên được đâu. Tất nhiên. Nói chung sao là mà nó phát triển được nữa. Tớ tập thì chỉ chẳng qua là để cho khí huyết nó lưu thông thôi. Khí huyết lưu thông mà ông tập cái món này á? Ông thế thì ông quá là dốt, chả hiểu gì, cực kỳ phi thể thao ông biết không? Sao? Này, tôi chả việc gì tôi phải khổ sở thế cả. Tập tạ này nó chỉ có một toạc cơ thôi. Tập cái gì? Tôi nhá, để cho khí huyết lưu thông nhá, tôi đập khoảng 3 chén này vào mõm thì đảm bảo máu chảy ầm ầm. Thế nhưng mà nói gì thì nói, uống rượu mà để thay cho thể thao nó phi lý mà nó phản khoa học lắm. Cậu hiểu không? Như thế thì không thể gọi là cậu có tinh thần yêu thể dục thể thao được. Ai bảo với ông tôi là một người không yêu nhảy dục nhảy sao? Ai bảo với ông thế? Thì rõ rồi, thì cần phải hỏi. Ông thử vào nhà tôi, ông nhìn xem nào. Nhá. Đầy nhà luôn. Cái gì? Đầy tinh thần thể dục thể thao. Nhá. Tôi đã sưu tầm được 109 cái ảnh của Beckham tôi dán đầy nhà. Ôi trời ơi. Nhưng mà 109 cái, nhưng mà trong số đó có một cái chụp lúc Beckham đang ở trong phòng thay đồ. À thế à? Cho nên là con béo nhà tôi nó xé mất rồi. Bây giờ chỉ còn có 108 cái thôi. Thế nào khéo thế nhỉ? Vừa tròn 108 anh hùng ở Lương Sơn Bạc thì còn gì? 108 anh hùng ở Lương Sơn Bạc chứ anh đại. Này, thế nhưng mà này, cụ thể là bây giờ cậu đang đá ở đội nào? Đá ở đội nào? MU tôi cũng đá, Real tôi cũng đá, Bayern Munich tôi cũng đá, Barcelona tôi cũng đá, đội nào nổi tiếng tôi đá tất, trận nào tôi cũng đá. Khổ quá, thế thì gọi là cậu là supporter, cổ động viên thôi, chứ không phải là cầu thủ. Cái gì? Muốn có tinh thần thể dục thể thao ấy, cậu phải đá ở đội nào. Chứ còn đi vỗ tay đi xem người ta đá thì còn gọi gì là tinh thần thể dục. Ông đầu lọ mực ơi. Sao? Đầu ông đúng là đen tối như một cái lọ mực, không hết, không hơn không kém. Thì làm sao? Ông nghe tôi giải thích đây này. Bây giờ nhá. Ông đá bóng để làm gì? Hả? Đá bóng thì... Ông trả lời tôi nghe, ông đá bóng để làm gì nào? Đá cho nó khỏe. Ông đánh nhau với ai mà ông cần phải khỏe? Hả?
tôi ông đánh nhau với ai mà ông cần khỏe nào? Thì ở đây tớ chả đánh nhau với ai cả. Thế ông đá bóng để làm gì? Vặn vẹo đá cho nó giỏi. Đá cho nó giỏi. Này, lên đây tôi bảo đây. Thế tôi hỏi ông đá đến kiếp nào thì ông giỏi như bác Cắm? Hả? Ông tu đến kiếp nào thì ông đá giỏi như Ronaldo? Hả? Có lẽ đời cháu thứ 18 của tôi. Tức là không bao giờ ông đá giỏi được bằng người ta gì? Chứ có gì nữa? Thế thì ông đá làm chó cho nó mệt đấy. Hả? Ông cứ ngồi ở nhà ông bật tivi lên ông chiêm ngưỡng người ta đá. Hả? Trong lúc người ta đá thì ông ngồi ông tính toán, ông vận dụng đầu óc. Ông xem là đội nào thắng này, đội nào thua này, tỷ lệ cá cược là bao nhiêu này, rồi ông cầm phone lên ông hỏi xem là bóng làng hôm nay bao nhiêu này, phải chưa? Xong ông đập vài cặp, một đằng là cơ bắp, một đằng là trí tuệ, thằng nào sang hơn thằng nào. Cần gì phải đá cho nó mệt xác chứ, đúng hiểu không? Rồi. Ôi, hóa ra là công Lý mê bóng đá là ở cái vụ đấy đấy hả? Chứ còn gì nữa. Này, nghe nó vớ vẩn lắm nhá. Nó không phải là thể thao đích thực. Chỉ có môn tạ của tôi thôi mới gọi là thể thao, cậu hiểu chưa? Nó vừa hữu ích cho cơ thể, nó lại vừa là cổ vũ được cho tinh thần thể thao của cả nước. Nghe chưa? Thôi. À đây, Lý này, tớ bảo đây. Cách đây 2 tháng, hưởng ứng phong trào SEA Games, tớ mới quyết định tập tạ. Thế là đầu tiên tớ nâng được 8 cân, 2 lạng. 8 cân, 2 lạng. Hôm nay có cậu ở đây, tớ mới trình bày cho cậu xem. Hôm nay tớ quyết định nâng 8 cân, 6 lạng rưỡi. Tức là sau 1 tháng rèn luyện tăng lên được 4 lạng rưỡi đúng không? Đúng. Ôi giời ơi, thể thao một ly thế này tôi khó lắm. Ông chơi thử tôi xem nào. Ông chơi thử đây tôi xem. Chơi luôn. Đâu xem nào. Nằm đàng hoàng nhé. Nó gọi là cái gì? Nhưng mà môn gì? Cậu... Đẩy à? Giúp hộ tớ ra đây tí. Tôi giúp ông tí, ông nâng kiểu gì? Được rồi, có cách. À. Cẩn thận gãy cẳng nhá. Lên nè. Ôi giời. Đỡ hộ tí. Lên đây tí. Thế là thế nào? Thì cậu nâng hộ mình lên đây tí. Bây giờ là nó trái tay không lên được. Lên nè. Lên đi. Không chắc được. Thế là thế nào? Nâng lên. Ôi giời. Thế tôi đèn thở rồi. Này. Lên đi! Cả hai bên cơ mà, cân lên, cân đều. Trời ơi, thế này bọn thể thao. Úi giời nào. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Ôi giời ơi. Tôi nói cho ông nghe nhé, tôi mà không làm vài choác rượu là tôi không thể bê nổi quả vừa rồi đâu nhá. Xem nào. Anh thân ơi, anh có chuyên môn bác sĩ, anh xem vào huyết áp mà hỏi đang tăng phừng phừng không? Mạnh lên rồi đấy. Lên rồi đấy. Thấy không? Nghe được đấy. Môn tạ quá chứ. Môn tạ. Thế nhưng mà lấy không? Đừng lừa tớ, không là tớ theo đâu. Ai? Tớ có cái tạ tay này thôi. Ai bảo ấy. Hả? Rất cảm ơn Lý với cả anh thân là nhấc hộ tớ của tạ ra. Không có gì. Thế nhưng mà vừa rồi là không nhấc tử tế nhá. Nhấc là hơi xỏ nhau đấy nhá. Cảnh cáo đấy nhá. Anh thân ơi. Anh xem cái loại hàng xóm láng giềng ăn cháo đái bát này. Zoom cho thế bây giờ lại còn thế nào thì ông lại bác bớt ạ. Bớt cái gì? Cái loại này hàng xóm nó gì cái gì? Ôi anh ở lại đấy mà anh giải quyết đi nhá. Tôi không thèm nói với cái loại này nữa. Vốn. Cái lão hành gió kia. Ôi giời ơi, xem nào. Ôi giời ơi, sao lại chân lại xoắn quẩy ra thế này? Mấy thằng nhái này ở công viên, mình đánh đầu lông nó bảo là cái chết của Hồ Thiên Nga gãy cánh. Ôi
rồi tôi mặc kệ nó, mặc kệ nó. Bỏ cái tay ra. Sáng đang tập co duỗi ở trên giường thì bảo nó ra công viên tập hít thở. Ngoài đông như hội tấp nập, người này thở ra người kia hít vào. Đầy than khí này. Mệt quá. Thôi mày chơi đi à. Xem có cái thuốc nào chứ bây giờ đến sáng vừa mà đánh vật cái. Mắt là coi như là đảo răng lạc ấy. Nhìn thấy cả ông bà, ông phải hoa cà, hoa cải luôn. Đã bảo rằng là để người ta coi nó trên giường. Trời ơi, cứ tống lên công viên là thế. Bác để em khám cho. Thôi. Bác sĩ ạ. Thôi, đang làm thôi. Thế này nhá, vừa rồi rất cảm ơn đã nhắc tạ hộ nhờ. Thì bây giờ có lẽ là... cảm ơn nhờ. Thì bác cứ để em khám xong cho bác gái đã. Cảm ơn. Chân đi tự nhiên là cứ mềm như chạm. Tôi nói cho bà biết nhá. Này, ông thấy tôi đi còn hơn cái thằng Lý Say bên cạnh ấy chứ nè. Ôi giời ơi. Nào, phổ đi, phổ đi. Ê. Mệt quá. Không phải thuốc thang gì nhá. Sao? Nhà này là nhà có tinh thần thể dục thể thao nhá. Cấm không ai được uống thuốc Tây. Hiểu chưa? Hay. Thế không uống thuốc Tây thì làm cái gì, tập cái gì? Chóng mặt, cái gì? Áp huyết cao. Gì nữa? Áp huyết cao cứ bắt người ta suốt ngày là hết tập chạy này, tập nhảy này, tập đi này. Ai lại tập từ vươn thở đến tiếng thơ bao giờ không? Còn gì làm người nữa? Môn của bà để tôi chữa cho, khỏi ngay. Chữa bằng cái gì? Bây giờ, đứng ra giữa đây. Đây. Tập trồng cây chuối, máu dồn lên não, thế là hết chóng mặt, có thế thôi. Này, nó đánh phật cái là tốn tiền đến bệnh viện đấy nhá. Mà đi bây giờ mà đi bệnh viện phải là tiền tươi đấy nhá. Mà thôi, tập gì tập, cứ để tôi vào tôi rửa cái mặt. Tôi nói cho ông biết nhá, mặt mũi mà nó tươi tỉnh, nó được tưới tắm nước ấy, thì là có cái mao mạch nó chảy cứ dần dần ở dưới da. Ông để tôi vào tôi rửa mặt. Rồi. Mặt nó bí là máu nó không lên não được là có vấn đề đấy. Rồi rửa mặt nhanh thì ra tập. Trời ơi, úi giời ơi. Đấy bà con xem lười tập quá đấy mà, có cái gì đâu. Tôi chết nhỉ. Mọi ngày rửa mặt là tôi phải rửa hộ. Có bao giờ rửa một mình được đâu. Trông này tôi vụng về lắm. Hôm nay lại tự động đi rửa mặt. Tôi chết rồi, có vấn đề. Úi giời ơi, ra đây, ra ngoài này. Úi giời ơi, đây này, này, mọi người xem này. Cứ bảo sao là ăn thế này thì tập thì làm sao mà nó sút được cân. Tập bao nhiêu cho nó vừa hả? Ăn đâu mà ăn, ông điều nó vừa chứ. Thế bà đang làm gì đấy? Luyện vừa cơ bắp vừa cơ mồm. Úi giời ơi. Có vực mới vực được đạo nhất này. Này, đấy tôi phải luyện tập tôi mệt mỏi lắm chứ. Thế tung hứng thế nào mà nó cứ chui tọt hết cả vào mồm đấy hả? Nó phải từ tay này sang tay này chứ lại sao lại cứ vào mồm? Này, ông phải đố tôi nhá. Một khi mà cảm thấy cái này được thì ôi trời ơi. Thôi. Tập nhanh lên, tối lắm rồi lạ hết người. Sáng giờ chả ăn cái gì cả. Có 3 bát phở, 4 bát cơm, 5 quả trứng, 4 quả chuối. Bây giờ tiêu hết rồi. Bà ra đây, đứng nghiêm. Có được cái gì đấy? Ăn xong chưa? Có vấn đề gì nữa không? Thôi. Nghiêm. Nghiêm cơ mà. Thì đã nghiêm là gì đây? Cái chân này thẳng vào. Chân nó có tật, nó không cứ choãi ra thế này này. Đứng thẳng vào. Rồi. Mở chân ra. Không bao giờ nói từ mở đấy. Nghe cái từ mở nó không văn chương. Nó không hoa mỹ. Tôi gọi là cái gì? Gọi là choãi. Thôi được rồi, choãi chân ra. Choãi thế nào? Cứ choãi ra. Thôi. Rộng quá. Bớt vào. Em trước là đội trèo ở nông trường. Rồi. Thôi tốt. Chống hai tay ông đất. Ông điên à? Tôi béo này tôi chống cái này để mỡ nó dồn toa tôi chết à? Đang cần nó dồn lên đầu. Chống tay ông đất. Chưa? Ổn chưa? Mà chồng phải làm gì? Chồng đâu xuống và hất ngược chân lên, thế là xong. Tức là thế dòng cây chuối chứ gì? Dòng cây chuối nói từ đầu thì cần. Khổ quá thì. Thế trồng cây mít thì tôi đứng được. Nào. Được chưa? Rồi.
chưa? Này, tập cho nó nghiêm túc nhá. Vừa tập vừa đùa là nào? Vui chơi phải có thưởng. Tưởng thì để lúc khác, bây giờ là phải tập cho nó nghiêm. Thôi được rồi. Mệt lắm cả tập nữa đâu. Tôi nghĩ cho bà một mẹo vậy. Vào lấy cái dây ra đây. Dây thắt cổ à? Cứ lấy ra đây rồi khác biết. Lắm chuyện lắm cơ. Đâu rồi nào? À em hiểu rồi. Mình à, người ta thì múa lụa, chắc là em múa dây dù đúng không? Không, 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 không. Bây giờ tôi buộc chân mình vào, tôi kéo ngược chân mình lên, thế là xong. Ôi giời. Rất ơi. Rất đơn giản nhá. Này. Hả? Nó mà đứt động mạch chủ nhá. Lúc bây giờ chân tươi chân héo nó bỏ ngã đấy chứ. Làm thế nào đây? À, đầu ra ngoài, chân vào trong. Đầu vào trong, chân ra ngoài. Không, thẩm mỹ để đâu mà lại chị đã chân ra đằng kia. Ôi giời, em xin phép các bác, khổ quá chứ. Đầu ra đây. Cứ từ từ để xin phép các bác. Em xin hạ cái bàn tọa. Nào. Rồi nhá. Buộc vào đây. Đây, buộc vào đây. Ôi trời ơi, chết thật này. Này, ông ơi cẩn thận đấy nhá. Tôi bị áp suất cao đấy. Nhẹ nhàng đấy. Bây giờ tôi hô, cứ kéo lên. À. Thế là bao giờ mà cứ chân ở trên này và đầu bà ở dưới này. À. Xong rồi tôi buộc dây lại. À. Lúc nào tôi tháo thì mới được xuống. À. Nha. À. À. Hai. Ba. Này ông ơi, hay nhỉ? À. Nó có như là chuông đồng hồ chứ. À, nếu thế thì để cho có nhịp điệu nhá. À. À, tôi kéo lên thì bà bính bo. Ừ. Nhá. Như là tôi ông. Kéo. Ông kéo lên tôi bính. À. Ông hạ xuống tay bom. Nào. Bính bom. Bính bom. Bính bom. Trời ơi là trời ơi, khổ quá thế này. Trời ơi. Hạ đâu không hạ, hạ đúng cái khổ quá cơ. Nay trời ơi là trời, tôi đã bảo ông rồi, tập cái gì nó phải nhẹ nhàng thôi. Rồi có làm sao không? Trời ơi, vặn hết cả rẻ sườn như thế này. Hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Trời ơi, đứng lên xem nào. Còn gì là người nữa cứ chịu rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Chồng ơi là chồng, này thì chồng ơi là chồng. Trời ơi.